Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay em về được một con ly khủng long của hãng Pioneer. Trọng lượng của nó lên tới là 30kg và công suất siêu khủng 615W. Đây là dòng âm ly Pioneer VSA-AX8, một trong những dòng âm ly cao cấp được sản xuất tại Nhật Bản và Japan và đã được hãng đầu tư khá là kỹ lưỡng. Mặt phay nhôm màu vàng chanh, cấu hình siêu khủng đặc Roco. Con này thì nó sẽ có đầy đủ cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc trực tiếp từ Smart TV và cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Đây là dòng âm ly đàn em của dòng Pioneer AX10. Sử dụng sò MOSFET, chất âm sạch sẽ và chi tiết, 14 sò MOSFET lớn, hai tụ lọc nguồn lên tới là 33.000 microfarad, đặc ruột luôn. Và công suất mỗi kênh của nó lên tới là 200W, nhân đều cho 7 kênh, loa kênh 6 ohm. Về kích thước của máy, chiều ngang dòng size lớn 440mm và đặc biệt là chiều cao của nó lên tới là 202mm và chiều sâu của nó là 476mm. Và con này thì nó sẽ có thiết kế cầu nối chữ U, anh em có thể rút ra để phối ghép với một thiết bị trung gian như là lọc xì hoặc là vang số để chơi karaoke, lắp thêm lọc cũng rất ok nha. Và hiện tại là em đang kết nối cổng CD, đây là cổng analog, anh em có thể chơi nhạc từ đầu đĩa. Con này thì chắc âm ấn quy luật nha. Rồi đó là cổng CD và cổng SAT. Đây là cổng quang nha. Chuyển dinh builder khác đời nha. Rồi để điều chỉnh bass chép thì ở đây nó sẽ có nút là bass chép nè. Nhấn cộng trừ để tăng chép và nhấn cộng trừ để tăng bass nha. Và để sử dụng chế độ nghe nhạc bằng tất cả kênh loa, anh em xoay cái nút chỉnh nha. Và ta sẽ xoay sang trái nè. Tới chế độ stereo, xoay trái một cái nha, tới Lexico nè, nhấn nè. 1 2 3, 4, 5, tới chế độ là XS Radio. Đây là chế độ nghe nhạc bằng tất cả kênh loa. Để tăng volume tất cả kênh, ở đây nó sẽ có nút Select nè. Cộng trừ volume. Rồi hoạt động nha, ok. Rồi tiếp theo em sẽ test các cộng ra loa nha. Đây là cặp loa bắt chuối cao cấp, hai loa chính, loa center, loa surround. Loa soundback. Bảy loa hoạt động ok. Đây là cổng quang SAT, cổng SAT nha, nó vào tên là SAT. Anh em lấy tín hiệu từ Smart TV xuống, rồi cộng CD, cộng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Đây là cầu nối chữ U, anh em rút ra để có thể phối ghép qua thiết bị trung gian, lọc xì hoặc là vang số nha. Cầu nối chữ U rất là giá trị để ta sử dụng chiếc âm ly này để làm hai chức năng. Chức năng RE làm giải mã DAC, phối ghép qua một thiết bị trung gian và sau đó xử lý xong thì nó sẽ đưa ngược về chiếc âm ly này để làm power, cục đẩy. Đây là Pioneer VSA-AX8 Made in Japan, 615W, sắt cắm mạ vàng cao cấp, mã đẹp long lanh luôn. Con này đẹp từ bên trong cho tới bên ngoài luôn, đặc ruột luôn nha. Dòng âm ly siêu khủng đến từ hãng Pioneer. Đây anh em sẽ thấy là mặt phay nhôm quá sang luôn, quá đẹp luôn, size to khủng luôn.
vừa chơi hay vừa trưng bày đẹp. Đặt ruột đã được hãng đầu tư cực kỳ kỹ lưỡng, chứng nhận E-Studio và TX đầy đủ chỉ những dòng thiết kế tiêu chuẩn nha. Và với chiếc Anly Pioneer VSA AI8 đẹp long lanh, hoạt động hoàn hảo, 615W Bluetooth. Và chiếc Anly này thì em sẽ bán với giá là 6.800.000, giá không bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng liên hệ em theo số điện thoại 0799993852. Xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.